Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Dương Khải ạ. Thưa cô chú anh chị, hôm nay là Khải đến tại cái bệnh viện Chợ Rẫy của thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú anh chị, để thăm coi lại thăm và chia sẻ cái hoàn cảnh của Tâm là bị gắn hổ mang chúa cắn đó, và ôm gắn hổ vô tới bệnh viện đó. Vậy hôm nay Khải chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Con lớn không? Nuôi trai chưa? Đây là... Thì đó ở bên Lệ Hương xuống quay nó chạy. Con tên gì đó? Con tên gì? Quay nó chạy. Tên Tiến hả? Con thứ mấy của anh Tâm vậy chứ chị? Con thứ hai hả? À, con thứ hai của anh Tâm. Cơm thấy ngon không? Ngon hả? Con lên đây nào vậy? Lên hôm qua. Lên hôm qua luôn đó hả? Đây là cháu Tiến, con thứ hai của anh Tâm á. Dạ, chú anh chị. Có bữa em lên em hơi. Sáng giờ là sáng giờ bán cơm đó hả? Dạ. Để cho con cơm đi. Ăn hết luôn không con? Dạ. Hôm nay con có gặp ba không? Chưa gặp hết rồi. Vậy đó hả? Được, à vậy là được vô gặp một lần rồi đó hả? Con mấy tuổi rồi Tiến? 9 tuổi. Con 9 tuổi rồi hả? Dạ. À, mình Tiến 9 tuổi á. Cô tên gì? Cháu ăn cơm hải sản này là của cô cho, chắc cô cho Tiến á ăn thấy thương không? Ừ. Để cho cháu ăn chứ mình không có hỏi cháu nhiều, để cháu ăn cho ngon. Anh đi xuống rồi kìa. Được rồi, mẹ nó xuống rồi. Ăn đi, ăn cho xong đi. Không hỏi. Chú. Đâu ai dám chở đâu. Cái gì nó nói trời ơi, cả ngàn người ta mà không ai cứu được tôi hả? Thì em thì sẽ không kể nghe đứt luôn. Ngồi lên không? Thưa cô chú anh chị, nãy mình cũng có tiếp chuyện với một anh mà lái gáp, taxi gáp á, là anh nói anh cũng có kể lại là anh chạy một cái tuyến đường đó nhưng mà bị lạc vô chút xíu, cái sau mà thấy anh Tâm là vừa bò ra ngoài lộ đó, bị gắn cắn rồi đó, là ôm con gắn bò ra ngoài lộ là gặp anh Tâm là dừng xe lại, là anh nói là đã con gắn đã cắn anh rồi, là bỏ anh chết sao. Nó thử cái anh tài xế này đã dừng xe lại và thương lượng với khách cho khách xuống, là anh đưa là anh Tâm đi đi bệnh viện cấp cứu đó nó cô chú anh chị, nhưng mà đưa tới cái bệnh viện Tây Ninh đó là khoảng 10 cây số đó, là anh đưa tới đó rồi anh Tâm cũng vẫn ôm một cái con gắn á vô trong cái tay của anh á, rồi con gắn nó cũng là quấn tròn như vậy đó, rồi vô đó là chỉ sơ cấp cứu thôi, rồi anh Thắng là anh chạy gáp đó, là chính tay anh đưa đi cấp cứu đó anh chị, là một mình anh đưa thôi chứ không có cái người dân nào đưa hết trơn á. Hồi nãy anh cũng có cái tâm sự với Khải nha. Và đó là gia đình á, gia đình nuôi đây là 4 người.
Để chị về rồi. Về chứ. Bây giờ là các gia đình đã đóng tiền rồi đi ra ngoài đó cô chú anh chị. Gia đình hôm nay cũng có cái mạnh thường quân lại trao tiền đó cô chú anh chị. Lớp gia đình là con trai và các chị. Dạ đó gia đình quan tâm. Không buông con rắn nó quấn vô tay ổng luôn vậy nè. Quấn vô tay đem đây lúc mà đem đi là cô đâu thấy đâu đang không, đem, không lúc mà đem ra về mới gắn đem ra về mới thấy ha. Quấn đúng thầy con rắn còn nếu nữa quấn con rắn vô là nó cắn rồi tới đây chết rồi. Con rắn nó quấn vào tay mà không thấy. Thấy. Quấn không biết đã nó ghép lên nó ghép lên nó biết không? Ghép rồi thì lội. Nó vừa cắn rồi con rắn ra. Chuyện luôn. Quấn vô mà tay như hết. Đau lúc. Nó đem bên đây nè. Vậy là lúc đó người ta bắt ngắn ra rồi người ta bỏ vô bao đem ra đó. Đem rồi. Ra. Rồi người ta mới cứu anh Tâm đó. Thì nó cánh thì người ta thì có chứ ai người ta để đâu được. Dạ dạ. Biết ở đâu trên ra gì trả nó. Sau nó biết rồi đem cứu rồi bắt chuyển xuống đây. Dạ. Xuống cũng kịp thời đó chứ. Không thấy người ta cột trong bao không thấy. Dạ hả? Một bọc luôn thấy một cái bao em để ngay đây nè. Sớm nhà ta cũng bơi ông sườn. Gì hả? Dạ. Đó là cái mạnh thường quân đến cho tiền đó cô chú anh chị. Trước mạnh thường quân chuyển tiền cho nó. Đang cho tiền á cô chú anh chị. Mạnh thường quân đang cho. Cái đó là người khác cho hả chú? Không phải người ta cho. Thì nếu như thấy cái khổ thì người ta giúp hả? Hoàn cảnh khổ thì người ta giúp. Hoàn cảnh khổ do cái duyên của nhà hảo tâm nữa. Một ngày thì chỉ là đóng tới 100 triệu nữa. Đóng gà có mấy trăm triệu rồi cô có nghe không cô? Hả? Mấy trăm triệu rồi. Nghe nhiều rồi, nhiều lắm rồi con, cứ coi mạng nó có nhiều lắm rồi. Có một ngày là phải tốn chi phí 100 triệu. Nghe nói là ngày mai đây sẽ mổ cái chân nữa đó. Mổ cái chân là chỗ bầm á, vết bị cắn đó. Cho nên là mổ cái chân nữa. Đó là đây là các cô chú lại xem là mạnh thường quân cho tiền. Tiền ta cho hay ta cho chứ mà phải bệnh gì mấy bà muốn thì lên còn uống chứ. Phải không chú? Đúng rồi. Ai muốn khổ tại thì vì, lên mạng đi, tại vì cô do mạnh thường quân, nếu mà mạnh thường quân ta thấy có duyên chứ người nào thì người đó hưởng thôi. Chứ đâu phải là giờ ngưng đi cho người khác. Có người thì rất là khổ hơn mà nhưng cũng không có tiền nữa. Do cái duyên cái đức của mình thôi. Dạ đúng rồi đó. Không phải không vậy ha, cái duyên với cái đức á. Tự nhiên cái bà đang làm người ta khổ hơn không cho người ta đóng có gì đâu được. Không phải đâu. Do duyên ai đó gặp. Ủa
công đó. Dạ dạ. Chứ còn ta cho ai thì quyền của Mạnh Thường Quân thôi. Cũng không biết. Dạ đang cho. À đây vợ là con. Còn thấy đứa con hai đứa em vợ. Bả là ba chị em gái không? Dạ. Không biết à, con bị tai chúng mới ra đây con biết rằng. Đây, đây là cũng Mạnh Thường Quân cho tiền. Các cô cũng lại xem của khách đông. Các cô chung chị. Là Mạnh Thường Quân cho tiền chạy là gia đình chạy vô đi nạp tiền luôn đó cô chú anh chị, tại vì nạp một ngày có 100 triệu đó. Cho nên là được tiền Mạnh Thường Quân đem đi vô nạp liền luôn. Chúc con mất mạng cho mấy bà này. Dạ, cái chân ngoại tử hết trơn rồi. Dạ. Hôm nay là các cô này cũng đang bàn tán về cái bình luận và bàn tán về cái tâm là bị gắn cắn đó cô chú anh chị. Xin mời quý vị đang quan tâm đến quầy thông tin. À, gia đình cũng đi ra. Dạ, quý giá thải đến đây kết thúc nha. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại.